Trên địa bàn thành phố Uông Bí hiện có 1.214 hộ dân tộc thiểu số với 4.505 nhân khẩu, chiếm 2,59% dân số toàn thành phố. Quán triệt quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, những năm qua, các chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cấp ủy chính quyền từ thành phố tới cơ sở quan tâm triển khai, vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số vào sự lãnh đạo của Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động bà con chung tay góp sức xây dựng quê hương Uông Bí ngày một giàu đẹp. Thành phố Uông Bí hiện có 13 dân tộc anh em cùng sinh sống là Kinh, Sao, Hoa, Tày, Nùng, Mường, Thái, Sán Dìu, Sán Chay, Hơ Mông, Pu Péo, Thổ, Sơ Đăng. Trong đó dân tộc Dao chiếm đa số với 3.540 nhân khẩu. Các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố sinh sống tập trung chủ yếu tại xã Thượng Yên Công, phường Vàng Danh và đan xen với đồng bào dân tộc Kinh ở hầu hết các phường xã, tạo nên sắc thái văn hóa đặc sắc trong cộng đồng. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách lớn nhằm phát triển nhanh toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó có nhiều chính sách được áp dụng thực hiện trên địa bàn thành phố Uông Bí như đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020, chính sách hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm vừa qua, thành phố Uông Bí luôn quan tâm đặc biệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào xây dựng dòng họ tiên tiến, thôn bản bình yên và gia đình hạnh phúc trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố Uông Bí, khuyến khích đồng bào các dân tộc thành phố Uông Bí phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, xóa bỏ các hủ tục mê tín dị đoan lạc hậu và gắn với xây dựng nếp sống văn hóa văn minh hiện đại. Trên cơ sở các chủ trương của Đảng và Nhà nước, định hướng của tỉnh, thành phố đã cụ thể hóa, lồng ghép nhiệm vụ công tác dân tộc vào chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế xã hội hàng năm, chỉ đạo các phòng ban ngành, đơn vị, ủy ban nhân dân các phường xã tăng cường phối hợp xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng dòng họ tiên tiến, thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc trong vùng đồng bào dân tộc. Trong những năm qua, thực hiện nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đã có những giải pháp tạo điều kiện cho vùng đồng bào dân tộc của phường phát triển. Cụ thể là Đảng bộ phường cũng đã xây dựng nghị quyết chuyên đề và giao cho các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị giúp cho nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó thì chính quyền địa phương cũng đã tổ chức tuyên truyền cho nhân dân để hiểu biết về những cái chủ trương chính sách của Đảng, đặc biệt là những cái sự quan tâm về công tác dân tộc, đầu tư các cơ sở hạ tầng để phục vụ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trên thôn coi như địa bàn có 103 hộ dân, 100% là dân tộc Dao. Thực hiện cái chủ trương chính sách của Đảng về vấn đề dân tộc thì chúng tôi coi như vẫn duy trì được cái bản sắc dân tộc, cướp xác rồi đám cưới thì chúng tôi vẫn duy trì được. Đa số đồng bào dân tộc thiểu số của Uông Bí sống tập trung tại các địa bàn miền núi. Cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông, lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ chỉ chiếm một phần nhỏ. Đời sống kinh tế xã hội, mức thu nhập bình quân tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn chênh lệch so với mặt bằng chung. Trên cơ sở chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thành phố Uông Bí cũng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đặc thù về phát triển kinh tế cho các vùng dân tộc thiểu số, như tạo điều kiện cho các hộ dân tộc thiểu số vay vốn phát triển kinh tế, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao như thanh long ruột đỏ, quả mơ lông, mai vàng yên tử. Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban nhân dân các xã phường đã giải quyết thủ tục hỗ trợ 431 hộ dân tộc thiểu số vay vốn phát triển kinh tế với số tiền trên 7,1 tỷ đồng. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của vùng dân tộc xã miền núi tăng gấp 2 lần so với năm 2010. Phấn đấu đến năm 2020 tăng gấp 4 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo các xã phường khu vực miền núi giảm còn dưới 2%, số hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giảm nhanh. Trong phong trào thi đua lao động sản xuất cũng đã ghi nhận nhiều gương cá nhân điển hình tiên tiến, xuất hiện những mô hình kinh tế mang lại giá trị cao trong vùng đồng bào dân tộc.
Trang trại VAC của gia đình ông Lương Văn Giới, dân tộc Hoa, khu dốc Đỏ 2, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, có diện tích hơn 1 hecta, được phủ kín bởi nhiều loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như thanh long, na, mít. Quê gốc ở Bắc Giang, năm 1985, ông Giới đã đưa cả gia đình ra khu dốc Đỏ 2, phường Phương Đông, khai hoang lập nghiệp. Với đức tính cần cù, chịu khó, ông Giới tích cực nghiên cứu tìm hiểu kỹ thuật trong nông nghiệp, mạnh dạn áp dụng trồng thử nghiệm những giống cây mới tại trang trại của mình. Sau 30 năm gắn bó, mảnh đất cằn cỗi ngày nào nay đã trở thành vườn cây ăn quả, mang lại cho gia đình thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Ông Lương Văn Giới nhiều năm liền được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh. Bên cạnh đó, ông Giới còn nhiệt tình tham gia công tác đoàn thể khu dân cư. Ông đã có gần 20 năm đảm nhận các vai trò từ chi hội trưởng hội nông dân, hội cựu chiến binh, phó trưởng khu dốc Đỏ 2, góp phần tích cực vào thành tích chung của khu phố, của phường Phương Đông. Cùng với các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2018, ngân sách thành phố đã tập trung đầu tư nhiều công trình thiết yếu trên địa bàn phường Vàng Danh, xã Thượng Yên Công, nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, như kiên cố hóa giao thông nông thôn, kênh mương, đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia. Thực hiện các chính sách về giáo dục đào tạo, 5 năm qua, thành phố Uông Bí đã rà soát đầu tư nâng cấp, xây mới các trường học thuộc địa bàn dân tộc và miền núi với tổng kinh phí đầu tư gần 30 tỷ đồng. Thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho trẻ mầm non và học sinh dân tộc thiểu số, vận động đỡ đầu, tặng quà đồ dùng học tập cho học sinh con hộ nghèo, học sinh dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi cho các em đến lớp. Chất lượng giáo dục vùng khó, vùng đồng bào dân tộc ngày càng được nâng cao. Thành phố cũng chú trọng củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng của 100% trạm y tế phường xã, 100% các thôn khu đều có cộng tác viên và y tế thôn bản. Thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cộng đồng như nhà văn hóa thôn khu, hệ thống loa truyền thanh, bưu điện văn hóa xã. Cùng với đó, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được địa phương duy trì, phát triển, quan tâm bảo tồn giá trị văn hóa của các dân tộc như lập gia phả dòng họ, khôi phục cấp sắc, múa hát giao duyên, múa cúng, ném còn của người Dao tại xã Thượng Yên Công, phường Vàng Danh. Hệ thống chính trị tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm củng cố vững chắc. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức là người dân tộc thiểu số được đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý, phát huy tốt vai trò của mình. 100% các thôn khu dân cư tại vùng dân tộc thiểu số phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước, hương ước của thôn bản, khu phố, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, công tác dân tộc. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền từ thành phố tới cơ sở quan tâm phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Cấp ủy chính quyền địa phương luôn luôn bám sát, các cụ phát huy cái hoạt động của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn. Cuộc họp làng, họp bản, thì lãnh đạo địa phương đều cử cán bộ xuống cùng họp và cùng chia sẻ những cái khó khăn, những cái nhiệm vụ chính trị của địa phương với các già làng, trưởng bản. Trên cơ sở đó là triển khai những cái nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy cái vai trò của các già làng, trưởng bản, thì chúng tôi thấy rằng chúng tôi tiếp tục giữ gìn được cái phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc, và cũng đồng thời là cũng giáo dục vận động nhân dân xóa bỏ những hủ tục lạc hậu. Bà Đặng Thị Vui là phó trưởng khu Miếu Thán, phường Vàng Danh. Sau hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục, bà Vui về nghỉ chế độ và tham gia công tác tại khu. Luôn nhiệt tình, tận tâm với công việc, bà Vui được bà con trong khu tin yêu ủng hộ, là người dân tộc Dao Thanh Y, thông thạo tiếng nói của đồng bào. Với lợi thế đó, trong quá trình tuyên truyền, bà Vui luôn giải thích rõ ràng, tỉ mỉ từng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cho bà con trong khu, vận động bà con đồng thuận ủng hộ. Ngoài cái tuyên truyền bằng lời nói, nhưng mà chúng tôi cũng phải làm hành động và bằng phương pháp nêu gương. Nói chung là về đạo đức này, rồi là về cái nếp sống của gia đình thì phải gương mẫu rồi. Nhưng mà kể cả làm ăn kinh tế cũng thế, cũng phải gương mẫu đi đầu trong mọi việc. Và đặc biệt là trong ban chi ủy cũng thế, chúng tôi triển khai nếu mà làm kinh tế thì chúng tôi cũng phải là huy động là đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Nếu mà hiệu quả thì dân sẽ theo rất là đồng tình. Thực hiện nghị quyết 287 của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc hỗ trợ vật liệu đầu tư xây dựng bê tông hóa đường giao thông nông thôn, đường nội đồng tại các địa phương giai đoạn 2017-2020.
bà Đặng Thị Vui là thành viên nòng cốt tích cực của chi ủy khu Miếu Thán trong tuyên truyền vận động người dân tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất, tháo dỡ vật kiến trúc, ủng hộ chủ trương làm đường. Những đổi thay trong hạ tầng cơ sở, đời sống đã khiến cho người dân khu Miếu Thán thêm vững tin vào những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thuận ủng hộ các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bằng các chính sách thiết thực hiệu quả, với sự quan tâm sát sao của cấp ủy chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, tinh thần chủ động vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số, bộ mặt các vùng đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Uông Bí đã có nhiều đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào ngày càng khởi sắc. Thông qua những chương trình xây dựng nông thôn mới và những chính sách của Đảng Nhà nước, đời sống của nhân dân đã được cải thiện, nâng lên rõ rệt. Giai đoạn 2014-2019 thì trên địa bàn xã Thuyên Công đã được đầu tư và phát triển tương đối tốt. Từ năm 2010 thì tính trên đầu người, thu nhập bình quân đầu người thì khoảng cỡ 13 triệu một người trên năm. Nhưng đến kết thúc 2018 thì đời sống của bà con đã được nâng lên và cái thu nhập theo thống kê là 48,8 triệu trên người trên năm. Cũng đã đóng góp với cái sự phát triển chung của địa phương. Trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, trong những năm tới thì thành phố tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Thứ nhất là tiếp tục quán triệt thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong đó đặc biệt là quan tâm triển khai các dự án, các chương trình phát triển kinh tế xã hội cho người đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ hai là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Uông Bí hiểu và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thứ ba là tập trung đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số có uy tín, có tâm huyết để có chiến lược là cán bộ phục vụ lâu dài ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh để trên cơ sở đó tạo điều kiện tốt nhất cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Uông Bí phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất cho tinh thần của người dân. Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong giai đoạn tiếp theo, thành phố Uông Bí sẽ tiếp tục sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc theo hướng thiết thực, nhanh, bền vững, gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, để đồng bào các dân tộc thiểu số luôn vững tin, chung sức, đồng lòng, xây dựng quê hương giàu đẹp.